Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý bà con máy băm chuối cho gà đẻ trứng. Sau đây chúng tôi giới thiệu đến bà con các giống gà siêu trứng, chuyên trứng được nuôi nhiều hiện nay. Các giống gà siêu trứng tại Việt Nam. Thực tế thì đa số những loại gà giống siêu trứng hiện đang nuôi ở các trang trại nước ta đều có nguồn gốc từ nước ngoài và nhập trực tiếp về nước ta rồi tiếp tục nhân giống và phát triển. Hiện tại có 5 giống gà siêu trứng được nuôi phổ biến đó là một Gà giống siêu trứng le Gà le hay còn gọi là gà lơ go chính là một trong số những giống gà phổ biến trên thế giới. Loại gà này xuất xứ tự ý nhưng phát triển nhiều ở khu vực địa trung hải. Và điển hình nhất là năm 1835 thì giống gà này đã nhập về Mỹ, từ đó được chọn lọc cải tiến thành gà siêu trứng với khả năng đẻ trứng đạt kỷ lục. Mỗi năm thì giống gà này đẻ được đến 300 trứng hoặc hơn và hiện tại nó được liệt kê vào danh sách một trong những gà giống siêu trứng hàng đầu. Tuy nhiên hạn chế của loại gà này là đẻ nhiều nhưng lại không biết cách ấp trứng. 2. Gà giống siêu trứng rốt Iceland Z Loại gà rốt Iceland Z có nguồn gốc từ New England và nó là quốc điểu ở đây. Iceland Z được du nhập vào nước ta cùng lúc với giống gà Le, mỗi năm nó cho năng suất từ 150 đến 180 quả. Với nhiều ưu điểm phù hợp nên giống gà này được nhiều hộ kinh doanh và bà con ưa thích chọn nuôi, bởi gà mau lớn, dễ nuôi, ít bị bệnh và thích hợp với phương thức nửa nhốt nửa thả. Ngoài ra không như gà Le loại gà Rốt Ilan Z rất giỏi trong việc ấp trứng. Khác với gà Le, gà Rốt Iceland Z lại giỏi trong việc ấp trứng. Tuy nhiên, do năng suất trứng chưa đạt yêu cầu nên được lai tạo với giống gà Le để cho năng suất trứng cao hơn. 3. Gà giống siêu trứng New Hampshire, New Hampshire cũng là gà giống siêu trứng với số lượng trung bình mỗi năm khoảng 180 quả. Loài gà này xuất xứ từ Mỹ và nó là sự lai tạo của giống gà rốt Iceland Z. Đặc biệt nó được đông đảo hộ kinh doanh chọn lựa vì nó có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với giống rốt Iceland Z. Loại gà này nặng 2.9 kg nhưng gà con nuôi chậm lớn. Ngoài ra thì giống gà này cũng mang lại chất lượng thịt thơm ngon. Trung bình một quả trứng sẽ nặng 60 g với màu nâu nhạt. Giống gà này được du nhập vào nước ta từ thập bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con